Hello các bạn, Gen đang ở lô 17, số 17, 017 lô S ở chung cư Ngô Gia Tự. Hôm nay tụi mình đi ăn vặt và cái quán này là cái quán của bạn Gen. Hồi nãy ngồi lướt Facebook á thì thấy bạn đăng quảng cáo là có món thịt cua rồi cái kiểu đấy, cho nên tới trải nghiệm thử. Hồi nãy tôi tới có nói với nó một câu, do là bạn mà ăn mà thấy ngon á thì tôi mới dựng clip mà. Còn mà dở thôi xóa clip luôn. Hồi nãy nếm thử thấy cũng ok, bún mì bảo là đậm đà cho nên là quyết định làm quán. Tới chỗ của đây nó là súp cua tôm, thì ở đây có hai con tôm nè, nhìn rất là bọng luôn. Tôm rất là tươi nha, kiểu vô cắn vô nghe cái vị ngọt của tôm á, rất ok. Ở đây rất nhiều, ý là nhiều cái loại súp để mình lựa chọn á, nhưng mà tôi tròn quá trời luôn. Các bạn bỏ qua cái sự tròn cái mặt tôi nha. Đây là menu à, đến chính là mình có ba con tôm nha. Thì menu súp rất là nhiều á, thì có mấy cái món mà tôi rất là thích, ví dụ như là súp cua tủy nè, là tôi thì, thích á, thì rất là hiếm cái chỗ nào mà có cái súp cua tủy này đó. Hoặc là mấy bạn có thể tự chọn, ví dụ bỏ vô muốn ăn cái nào á, chọn bỏ vô thì cái giá của mình thấy là cũng hợp lý, cũng không mắc lắm. Cái tô của mình thì nó bự hơn tô của sao luôn á. Biết sao không, tại tôi kêu hai món trong cái tô súp của là sao, cái tô có nghĩa là của anh là chỉ là súp cua tôm thôi, còn của em là vừa tủy vừa trứng mắc thảo à, nên nó tiện hơn, để nó mắc, nó tốn tiền hơn á. Cảm ơn em. Trứng cút lắc giống như kiểu cỡ của bò á, nè có bò nè, có bò nè. Trời, có thêm mỡ nữa. Nói chung là lạ. Các bạn hiểu không? Tức là trứng cút chiên thì nó vẫn vậy, cua bò thì nó vẫn vậy, rồi cái tép mỡ, nhưng mà mấy cái thứ này nó trộn lại á, kiểu là mình ăn cảm thấy nó vui miệng, nó lạ lạ. Cô nghĩ sao? Ok. Hả? Ổn. Kiểu như là món bánh tráng trộn mà không có bánh tráng vậy đó mà. À đúng rồi. Thì ăn nó sẽ không có bị mặt gì tinh bột. Nguy biệt. Sức ăn giảm. Mới bấm quả. Ăn tôi gấp đó. Vậy hả? Ý là tô súp nhìn vậy mà mì ăn gần hết mà là thấy là no rồi. Tin tôi đi, chưa no đâu, còn ăn nữa. Tụi nó ngủ trên phòng. Sorry các bạn. Là sau khi post hai cái clip trước là tôi vắng bóng tới bây giờ luôn. Tại vì bận cài kiếm tiền các bạn ơi, trời ơi, rất là bận rộn luôn. Thì cái clip này kiểu là tranh thủ đi ăn vặt tí xíu, cũng giới thiệu cho các bạn một cái địa điểm mà Gen mới trải nghiệm. Thật sự là Gen với các bạn chủ quán này là bạn, cũng biết là mở quán lâu rồi nhưng mà chưa có tới ăn thử như thế nào á. Thì hôm nay đi một chuyện ra ăn thử luôn và trải nghiệm thấy khá ok, nên quay giới thiệu cho các bạn. Tuy là bạn tôi nhưng tôi vẫn nói thật nha, dở là chơi dở mà ngon là chơi ngon. Ok, ở đây á thì cái chất lượng nó tầm 6.5. Nhưng tính tới những cái món mà nãy giờ mình ăn chút nè, chỉ thấp vậy hả má? Chừng cho mấy điểm? Được 7.5. 7.5 luôn, cũng bị cho 7.5 luôn. Thế nào anh? Nói chung là ăn ổn, ý là ăn vui miệng á, nhưng mà gọi là kiểu mà xuất sắc mà ăn một lần mà nhớ rồi phải ăn lại này kia thì nó không có tới được cái mức đó, nhưng mà nói chung là ổn. Ổn là và có cái mức điểm cụ thể thì các bạn cứ tự suy nha. Nói chung là Gen nghĩ là các bạn nên trải nghiệm ở đây. Tại vì á,
cũng đọc ra qua những cái review của các anh chủ quán ở đây trên cái app mà người ta kêu đồ ăn á, thì cũng thấy feedback cũng ok rất là nhiều đó. Nhi ơi, hình như anh còn món cái gì? Đây là món bao tử cá chiên giòn. Bún mì sẽ review món này trước. Này là sốt xí muội nè. Sốt xí muội à? Này là gì? Sốt me. Sốt me, sốt tắc gì đó. Ok, rồi. Này sốt chua. Quất thử à. Nóng. Nóng hả? Thì đúng rồi, mấy món này ngon nhờ nước chấm mà. Ừ. Để gì nè. Này. Nói về bao tử cá thì cái lần đầu tiên mà Gen ăn cái món liên quan tới này là ở cái quán hai bà chìm. Quán cá chiên chiên bà chìm. Có cái món mì bao tử cá. Ủa vậy hả? Ừ, đúng rồi. Mì gói. Sao em chưa ăn bao giờ? Cái đó là chuyện của em ha. Còn cái chuyện ăn rồi là chuyện của anh ha. Thì bao tử cá thì lần đầu tiên ăn ở chỗ đó. Còn bao tử viên giòn như này, chấm như này thì hồi nãy mày chấm này đúng không? Đúng. Bây giờ chấm này. Nó xí muội á, tưởng xí muội á. Rồi, ờ, mà có ở clip trước nha. Bây giờ vẫn có người complain cái chuyện mà anh hửi trước khi ăn. Không hiểu luôn á. Thì người ta ngứa mắt. Tôi nhìn tôi cũng ngứa mắt. Tôi thôi mình ăn một cái gì đó, cái mùi vị nó rất là quan trọng. Biết sáng. Nóng quá trời nóng luôn mà sao ông bỏ nguyên một cái cục đó vô miệng hay vậy? Được rồi. Không. Này làm mồi nhậu. Đúng đúng đúng. Cái bột này nó thơm nha. Nhưng mà nó rất là mỏng nha, nó không phải loại dày nha các bạn. Cho nên là ăn nó không ngán. Đúng đúng, ăn nó không ngán và cái độ giòn của nó vừa tới. Rồi cái sự mềm ngọt của bao tử quyện lại với cái mùi nước chấm. Sẽ thấy cái sự đỉnh cao ở cái chỗ này là cái lớp vỏ này nó mỏng. Trời chứ ăn mà dày quá là. Ủa thì nhúng ít thì nó mỏng thôi. Ờ thì nhưng mà có nhiều chỗ nhúng dày lắm bà nội. Trời ơi. Được. Hãy dừng được món này. Vô đi anh em ơi. Món này không? 7 điểm ạ. Đây bạn nào mà gọi là bí ý tưởng mồi nhậu thì có thể tham khảo món này, đúng không? Đây là chân gà rút xương chiên giòn lắc phô mai, một cái thân quá dài luôn. Bộ mì, thưởng thức coi. Anh ăn đi, anh ăn trước. À no rồi hả? Đây, quay. Nãy em nói anh no, anh không tin. Tin, trời ơi. Anh kỳ cục quá à. Dăm ba cái sự no. Nói chung là phô mai là một cái món mà cơ bản là Gen thích lắm. Bây giờ chấm nước chấm đi cho nó át đi cái mùi phô mai. Mắm mè hả? Sao cái râu ông nó mắc cười ghê luôn á. Ờ bên có bên lên không. Mình nó xấu gì đâu luôn á. Đừng để ý cái râu nha. Chỗ quên cạo á. Trời các bạn biết không? Nó mỏng không có nhìn đều. Nó dê. Ôi mà ngộ lắm. Ổng dê cái người ta nói mình bê đê. Trời ơi. Dê tôi nói bạn nha, cười này. Cười mẹ con nó hơi rung. Đúng không? Chuyên gia luôn cũng bị nhiều lắm. Thôi quay trở lại nè. Món này đỉnh nha các bạn. Nữa, lại đỉnh nữa. Đỉnh gì? Không phải đỉnh của chớp, chỉ là đỉnh thôi. Đỉnh của cái mồi nhậu á. Nói chung là nó có cái độ giòn và cái độ mềm nha. Cái vấn đề ý là giờ so nói với bao tử nào ngon hơn? Cái này ngon hơn. Vậy hả? À. Vậy giờ kêu hơn món thứ ba với món thứ ba ngon hơn. Đâu cầm đi ăn thử cái coi. Có giòn, có mềm, nó rõ ràng lắm. Chúng phải là giòn hết. Chỗ nào cần giòn là giòn, mà cần mềm là mềm. Có cứng
khăn không? Không. Nghe thoải mái miệng. Thấy chưa? Đúng không? Không. Mình cảm nhận được cái cọng gân nó cũng còn rồi không? Chứ không phải là gân mấy chỗ kia mà chiên giòn á, là cái cọng gân nó kiểu là nó khô luôn. Còn cái này nó còn cái độ mềm của cọng gân ở trong. Đúng không? Chiên vừa tới. Đúng rồi, chính xác. Dùng cái từ là chiên vừa tới là đúng luôn á. Thôi no rồi, no rồi, no rồi, bớt ăn lại, no. No đó, thấy không? No đó. Ừ, no nè, đó. Ăn no lát, đó. Ăn lát. No, no, no. Ăn lát. Ráng còn được tầm chục dĩa nữa các bạn. Không. Một gang tay mẹ nó rồi. Tổng thiệt hại cho các món nãy giờ là 174k và quán mở cửa từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm nha các bạn. Nếu được thì các bạn có thể đến đây trải nghiệm hoặc là có thể book Grab Food cũng được. Nãy giờ như các bạn thấy thì trên ngồi đây thì thấy các cái anh Grab cũng đi tới đi lui cũng ok á, chứng tỏ là quán có nhận xét gì thêm không? No. Người ta đang no, người ta đang no. Tôi tin, chắc tôi tin. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tuần sau. À, không phải là tuần sau mà là lần sau nha. Sẽ cố gắng nhanh nhất có thể thợ việc bù đầu các bạn ơi. Và nếu như các bạn có chờ lâu quá thì cũng thông cảm. Đừng có hối ghen và cũng đừng có nhìn quá cận vào cái phần râu này. Tôi khổ lắm. Một bên mọc, một bên không mọc. Tôi không hiểu tại sao nó như vậy luôn. Để triệt râu. Để triệt râu luôn. Bye bye.